Xin chào bạn nhé, mình là bác sĩ Lã Văn Khôi. Hiện tại mình đang làm trưởng khoa của một bệnh viện ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mình cũng là người sáng lập ra cái chuỗi phòng khám tỉnh Sáng Đường và cái chuỗi phòng trà đông y tỉnh Sáng Đường, cũng như là người sáng lập ra cái hợp tác xã nông thực tỉnh Sáng Đường. Đây thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về một cái loại cao dược liệu gọi là cao khối bình vị. Cao này dùng để trị các chứng đau dạ dày cũng như là trào ngược dạ dày thực quản, và cái này do chính nhà máy của hợp tác xã nông dược tỉnh Sáng Đường sản xuất. Đây nhá, đây là khu vực nấu cao của cái nhà máy hợp tác xã nông dược tỉnh Sáng Đường của nhà mình. Thì đây là các cái nồi dùng để nấu các cái chất, các cái dược liệu nha mọi người nhá, và các cái nồi khô. Đấy thì cái cao khối bình vị này á, nó được nấu, được chiết xuất từ cái thành phần chính của nó, đó là cái cây lá khôi, và nó kết hợp với những cái vị thuốc khác, nó tạo ra một cái bài thuốc để có tác dụng là trung hòa được dịch axit trong dạ dày, và nó làm săn xé các cái vết viêm, vết loét, để tái tạo, làm lành các cái vết loét đó. Và cái bài thuốc này thì là do chính mình đã nghiên cứu và ứng dụng rất là lâu nay rồi. Đấy thì còn cái quy trình sản xuất để đưa ra được cái cao này như thế nào thì mình sẽ có một cái video rất là chi tiết, và mình sẽ ghim ở dưới phần bình luận của cái video này để cho các bạn tham khảo. Đấy, còn trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái công dụng của cái cao này và cách dùng, và các bạn muốn mua cái cao này thì mua ở đâu. Những trường hợp nào có thể dùng được cái cao khôi bình vị này? Đó là những trường hợp có cái triệu chứng đau nóng và rát ở cái khu vực thượng vị này, có những trường hợp là đau lan lên ngực, có những trường hợp là đau ra phía sau đấy, và có những cái trường hợp là bị ở hơi, ở chua, ở nóng đấy, cảm giác nóng rát ở khu vực họng của mình đây, và có những trường hợp là có cảm giác là có rất là nhiều dịch nhầy dính ở khu vực họng và dẫn đến cái nuốt nghẹn đấy, và ngoài ra thì có những trường hợp là đầy bụng, khó tiêu. Đấy thì chúng ta có thể là sử dụng được cái cao khôi bình vị này. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn hơn thì mọi người có thể phải đến thăm khám bác sĩ và cùng kết hợp làm các cận lâm sàng như nội soi để kết hợp và để chúng ta chẩn đoán chính xác được cái bệnh. Khi đó chúng ta sử dụng cái cao khôi bình vị này thì nó sẽ yên tâm hơn. Đấy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cách sử dụng của cái cao khôi bình vị này nhé. Sau đấy thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách uống cái cao khôi bình vị này nhá. Thì đối với người lớn á, thì mình sẽ sử dụng một cái thìa canh cao khôi bình vị nhá. Đây mình sẽ sử dụng là đây là cái thìa canh nha mọi người nhá. Đấy mình sẽ lấy một thìa như thế này mỗi lần uống nhá. Đấy mình sẽ lấy một thìa của cái cao khôi bình vị như thế này nhá. Đấy mình sẽ cho vào cốc. Đó. Rồi mình sẽ đẩy cái nắp này lại. Sau khi mình lấy xong thì mình nên đẩy lại, đẩy kín lại nhé mọi người nhé. Đó, sau đó thì mình sẽ cho khoảng tầm 150ml đến 200ml nước. Chú ý cái nước này là phải là nước đun sôi, nước nóng nhé mọi người nhé. Đấy. Rồi mình đánh đều, đánh tan nó lên nhé. Tuy nhiên ngoài ra thì cái cao này á thì mình vẫn có thể là uống trực tiếp được nhé, mình có thể ngậm và uống trực tiếp được luôn. Đấy để cho nó xuống theo đường, xuống theo dưới, ngậm xuống theo cổ họng của mình luôn nha mọi người nhé. Sau khi hòa tan xong thì mình có thể là để cho nó nguội một chút, nó bắt đầu ấm ấm thì mình có thể là tiến hành uống được. Đấy thì trẻ em từ 1 tuổi trở lên thì có thể là chúng ta đã sử dụng được cái loại cao khôi bình vị này. Đấy, và cái liều của trẻ em á, thì chúng ta chỉ cần dùng 1/2 thìa cái cao khôi bình vị này thôi nha mọi người nhá. Và mình chỉ cần pha với khoảng tầm là 50ml nước thôi. 50ml nước. Thì chúng ta sẽ uống ngày 3 lần. Uống buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Uống trước bữa ăn 30 phút đến 1 tiếng là tốt nhất. Trẻ từ 1 tuổi trở lên là chúng ta đã có thể sử dụng được rồi này. Rồi là phụ nữ mang bầu thì chúng ta vẫn sử dụng được cái này. Và cái liệu trình để chúng ta sử dụng cái cao khôi bình vị này như thế nào? Đấy, đối với những cái trường hợp mà bị nhẹ nhá,
mới đau bị nhẹ, thì chúng ta có thể chỉ cần sử dụng 1 đến 2 cái lọ này là chúng ta có thể là giải quyết ổn được cái đau dạ dày của mình. Đấy, còn những cái trường hợp mà đã đi điều trị nhiều nơi này và đã đau rất là lâu năm rồi ấy, thì chúng ta có thể là phải duy trì dùng cái này có thể đến tận 4 đến 5 lọ như thế này. Đấy, hoặc là có những trường hợp chúng ta có thể phải duy trì kéo dài hơn một chút. Cái này nó bắt đầu ấm ấm rồi nhá, không nên là để cho cái cao này nó nguội quá. Đấy, chúng ta uống ấm như thế này nó dễ uống hơn. Đấy, và nó cũng có cái tác dụng nó tốt hơn. Đây mọi người nhá, đây này. Đấy, sau khi mình pha xong như thế này, đấy thì mình sẽ uống. Cái này nó có hương vị là nó có mùi thơm và có vị của cái mật ong, cho nên là cũng rất là dễ uống thôi. Cái này thì trẻ em cũng uống rất là dễ nha mọi người nhá. Thì đó là cái cách sử dụng của cái cao khôi bình vị này. Còn bây giờ chúng ta muốn mua cái cao khôi bình vị này thì chúng ta mua như thế nào? Truy cập vào cái website của cái hợp tác xã nông dược tỉnh Sáng Đường. Đó thì mọi người sẽ vào trong cái trang web đó. Chúng tôi đã đăng tín số điện thoại này và các cái địa điểm đại lý, các cái đại lý của chúng tôi ở trên cái trang web này. Thì mọi người có thể là mua ở trên chính các cái đại lý mà chúng tôi đã công bố, đã thông báo ở trên chính trang web này. Vị trí nào gần mọi người nhất thì mọi người có thể là mua. Tuy nhiên là khi mình mua thì mình sẽ phải kiểm tra giúp bên chúng tôi những cái như thế này. Thứ nhất, cao khôi bình vị này á là nó đã đạt chuẩn ISO này. Đấy, cho nên là trên này có logo của cái tiêu chuẩn ISO. Thứ hai nữa, chúng tôi đã có mã vạch. Đấy, và mã QR code ở đây. Đấy, và ngoài ra thì nó có cả cái tem chống giả nhá mọi người nhá. Đấy, có cái tem ở trên cái nắp này như thế này. Đấy, có tem ở trên này. Và trong cái lọ này nó cũng có những cái mã QR code và cái mã vạch, và có đầy đủ các cái thông tin như thế này. Thì khi mọi người check thông tin á, thì cái thông tin này nó phải về được chính xác đúng cái địa chỉ của nhà máy sản xuất. Đấy, cái nhà máy của hợp tác xã nông dược tỉnh Sáng Đường là có địa chỉ ở tại xóm Hợp Thành, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Có những cái trường hợp mà chúng tôi phải gửi hàng đi xa trên cả nước nhá. Đấy thì chúng tôi không thể gửi cái hộp này được, bởi vì mình không thể bảo vệ được cái hộp này. Thì chúng tôi chỉ gửi mỗi cái phần lọ này và cái tờ hướng dẫn này. Đấy, bởi vì chúng tôi phải sử dụng cái bao để chống vỡ, chống sốc ấy. Đấy, và chúng tôi đóng thùng, đóng hộp cẩn thận để gửi cho mọi người. Cho nên là khi gửi đi xa thì sẽ không có cái phần hộp này nhá mọi người nhá. Đấy, thì cùng nói chia sẻ với mọi người như vậy. Là ai có những cái câu hỏi gì, có những cái vấn đề gì đang còn thắc mắc thì mọi người có thể đặt câu hỏi ở cái phần bình luận của cái dưới video này cho chúng tôi nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.